Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Phim Việt. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây có lẽ là khoảng thời gian mà để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ vừa qua. Và ngay sau đây, hãy cùng điểm qua nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Mang sức mạnh của một cơn bão lớn nhất, nơi nào mà cơn bão số 2 đi qua đều để lại cảnh tượng tan hoang, khi sức gió ở vùng tâm bão là 250 km/h, giật lên tới 290 km/h. Mới đây, Reuters đã cập nhật thông tin mới nhất về cơn bão số 2 khi nó tràn vào Trung Quốc. Theo đó, kênh này cho hay, siêu bão đã có dấu hiệu suy yếu sau khi đổ bộ vào Bắc Biển Đông hôm nay, ước tính sức gió ở vùng tâm bão là 250 km/h, gió giật lên đến 290 km/h, đã khiến hai con tàu hải cảnh của một giàn khoan siêu to khổng lồ của phía Trung Quốc mang tên Hải Nam 686 bị đánh sập và nhấn chìm ngoài khơi Biển Đông. Ngoài ra, hàng trăm tàu đánh cá của ngư dân Trung Quốc cũng bị cuốn trôi, khiến cho thiệt hại về người và lạc của vô cùng to lớn. Vụ việc trên một lần nữa làm rúng động giới chức Tập Cận Bình, khi chỉ trước đó cơn bão Bonbi cũng làm chìm tàu Tuần Duyên cùng tàu dân quân biển cỡ lớn của phía Trung Quốc. Hiện giới chức nước này vẫn chưa tìm thấy tung tích của những con tàu bị chìm trước đó, thì nay lại tiếp tục hứng chịu siêu bão mạnh nhất thế giới, bão số 2. Thông tin này cũng ngay lập tức được tờ báo Bưu điện Hoa Nam xác nhận và đưa tin trong sáng nay. Vào lúc 4 giờ sáng ngày hôm nay, cơn bão số 2 siêu mạnh đổ bộ vào Biển Đông, sát quần đảo Hải Nam và đảo Phú Lâm ngoài khơi Biển Đông, gây ra sóng to, gió lớn dữ dội, tạo ra những cột sóng cao vút trời, đã nhấn chìm hai con tàu hải cảnh, một tàu khảo sát địa chất và một giàn khoan siêu to khổng lồ, làm cho phía Trung Quốc thiệt hại vô cùng nặng nề. Kinh hoàng nhất là mưa to kèm theo lốc xoáy khổng lồ đã thổi bay nhiều tàu đánh cá của ngư dân nước này. Hiện giới chức cao tầng Bắc Kinh cùng điều hàng chục máy bay trực thăng và hàng trăm tàu biển cứu hộ cứu nạn. Nhưng theo thông tin chúng tôi có được, vì siêu bão này quá mạnh cùng với những cơn lốc xoáy khổng lồ xuất hiện đã khiến cho hai chiếc máy bay cứu hộ cùng 5 tàu biển cứu hộ bị hút, khiến đội công tác cứu hộ phải nhanh chóng trở vào bờ vì không thể nào tiếp cận được. Cơn bão số 2 được nhận định là cơn bão siêu mạnh, mạnh nhất nhì trên thế giới, đang càn quét ở ngoài khơi Biển Đông. Dự báo trong 24 giờ tới và sáng mai, siêu bão số 2 sẽ nạp năng lượng hướng thẳng vào miền Trung của Trung Quốc, khiến cho người dân Trung Quốc đang hết sức lo sợ. Ngoài cơn bão số 2 này là một cơn bão mới đổ bộ ở phía Philippines vào chiều ngày hôm qua. Theo thống kê sáng nay, ít nhất 7 người chết do mưa lớn và lở đất tại tỉnh Abay khi bão đổ bộ vào Philippines vào đêm hôm qua. Cơn bão mạnh nhất trong năm nay khiến cho hàng loạt ngôi nhà bị tốc mái, giật đứt nhiều đường dây điện và gây lũ lụt ở nhiều nơi, ảnh hưởng đến 31 triệu người. Dân địa phương phải mang thi thể của một nạn nhân trong bão tại Con Apatan, tỉnh Abaki, Philippines. Trong trận siêu bão từng được ghi nhận ở Haisan vào năm 2013 và Megati vào năm 2016, nhiều khu vực tại thành phố Manila, tỉnh Abay bị nước lũ nhấn chìm sau cơn bão số 2. Bão sau khi đổ bộ dự kiến rời thành phố Philippines và hướng ra Biển Đông vào tối ngày hôm nay. Dự kiến bão này sẽ di chuyển thẳng về phía Bắc, hướng về đảo Đông Sa, Trung Quốc và Hoàng Sa của Việt Nam, sau đó sẽ đổ bộ thẳng vào Trung Quốc. Theo tính toán của Reuters, sức gió hiện tại đã nêu dấu hiệu tăng dần và trong khoảng 12 giờ đến 24 giờ tới có thể đạt 255 km/h khi tiến vào các vùng ven biển của Trung Quốc. Diễn biến của sự việc này ra sao chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ mời quý vị chuyển sang phần tin thứ hai trong chương trình. Biển Đông là cửa ngõ thoát ra ngoài bên ngoài thế giới. Đất nước Việt Nam ta có những yếu tố quá thuận lợi cho việc thông thương khi chiều dài của biển chạy khắp từ Bắc vào Nam. Tuy nhiên, Việt Nam thuận tiện bao nhiêu thì Trung Quốc lại bế tắc bấy nhiêu. Hải quân Trung Quốc muốn thoát ra ngoài thế giới phần lớn phải đi qua lãnh hải của Việt Nam. Đó là điều mà Trung Quốc không bao giờ muốn phụ thuộc vào Việt Nam. Bởi vậy, người Trung Quốc luôn luôn vui vọng chiếm cho bằng được Biển Đông, biến Biển Đông thành ao nhà của mình. Người Trung Quốc với tài gian manh, xảo quyệt của mình đã vẽ ra đường 9 đoạn, hay còn gọi là đường lưỡi bò 9 đoạn, chiếm tới hơn 80% diện tích ở Biển Đông. Đoạn đường này thông qua một chiếc bản đồ cổ do họ tạo dựng, ép các nước có chung đường biên giới biển với Trung Quốc phải công nhận sự hợp pháp. Tuy nhiên, các nước ASEAN ngoài Campuchia thì 6 nước còn lại đều không công nhận đường lưỡi bò này. Tòa án quốc tế ở Hà Lan cũng đã bác bỏ đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn gạt phăng tất cả luật pháp quốc tế và áp luật rừng với các nước. Bởi vậy, mình là nước lớn, có binh chủng hải quân mạnh nhất nhì trên thế giới. Nhiều năm nay, các nước ASEAN đã thua cuộc trong ván bài này, bởi trong luật pháp thì ghi nhận nếu trong một 10 nước ASEAN không đồng ý, thì chính thức còn lại không thể hợp pháp. Vấn đề đường lưỡi bò 9 đoạn trên Biển Đông của Trung Quốc hôm vừa qua là lần thứ hai Thủ tướng Hun Sen Campuchia ủng hộ Trung Quốc trong cuộc họp thượng đỉnh ASEAN diễn ra tại Mỹ. Vì thế Biển Đông đã dậy sóng giữa hải quân Trung Quốc và hải quân các nước ASEAN. Nhưng cơ bản hải quân Việt Nam ta, người Mỹ có thể là người thứ ba xen vào cuộc chiến ở Biển Đông để ngăn cản Trung Quốc, đơn giản vì không chấp nhận Trung Quốc làm mưa làm gió trên Biển Đông. Ngoài hải phận 200 hải lý, tất cả các con đường tơ lụa trên Biển Đông là hải phận quốc tế. Trung Quốc không có quyền áp đặt tất cả các lệnh cấm đăng tàu bè trên thế giới đi qua đó như cách Trung Quốc đã từng làm. Trung Quốc đã không có quyền ngăn cản các tàu bè các nước đi qua Biển Đông phải xin phép và nộp thuế cho Trung Quốc. Những căng thẳng về quan điểm lập trường dẫn đến những cuộc chiến liên miên và lãnh hải của Việt Nam trên Biển Đông là trung tâm của các cuộc hải chiến. Chiến sự ở Biển Đông vẫn đang diễn ra ác liệt giữa hải quân Trung Quốc và hải quân Việt Nam. Có thể nói rằng Trung Quốc như phát điên, như thình báo Hoa Nam. Trung Quốc khẳng định Việt Nam và Mỹ đã bắt tay nhau ký hiệp ước quân sự song phương
Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc Trung Quốc tấn công các đảo đá và tàu thuyền Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên, còn rất nhiều yếu tố khác, trong đó có sự tác động rất lớn đến từ Campuchia. Chúng ta vẫn còn nhớ cuộc họp thượng đỉnh ASEAN diễn ra vào năm 2020 tại Singapore. Campuchia đã giúp Trung Quốc bằng cách ủng hộ đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông. Và lần này, cuộc họp thượng đỉnh ASEAN diễn ra tại Mỹ, Campuchia lại một lần nữa khẳng định đường lưỡi bò trên Biển Đông là của Trung Quốc. Dựa vào chiếc bản đồ cổ của Trung Quốc đưa ra, người ta nói rằng Trung Quốc đã sử dụng Campuchia như một công cụ hữu ích. Khi chỉ cần một Campuchia bé nhỏ đánh bại chính thức Đông Nam Á. Thế nhưng, cái gì cũng có hai mặt, Trung Quốc sử dụng lá bài Campuchia được ví như con dao hai lưỡi. Người Việt Nam đã biết trước cuộc họp thượng đỉnh này, Trung Quốc cũng sẽ dùng Campuchia là con bài tẩy. Trong khi đó, nếu 10 nước ASEAN có một nước không đồng ý thì coi như ASEAN đã không thể thắng được Trung Quốc về con đường lưỡi bò chín đoạn mà Trung Quốc đưa ra trên Biển Đông. Vì vậy, Việt Nam chuẩn bị trước phương án mới mà Trung Quốc không bao giờ ngờ tới, đó là bắt tay hợp tác quân sự trong phương hướng Mỹ. Một yếu tố khác khiến người Mỹ bắt buộc phải ra tay với Trung Quốc là Việt Nam đã để Mỹ khai thác tài nguyên chung trên Biển Đông. Như vậy, khi Trung Quốc lấn chiếm Biển Đông của Việt Nam, tức là động vào quyền lợi của Mỹ, khi đó Việt Nam chẳng cần lên tiếng, hải quân Mỹ vẫn ra tay với cả Trung Quốc. Đây là cách mượn đao giết người trong 36 kế của Tôn Tử của Trung Quốc mà Việt Nam đã áp dụng. Thay cú bị Việt Nam qua mặt, Trung Quốc đã lưu loa Việt Nam là kẻ phản bội áp chào đá bát, lưu loa Việt Nam dẫn giặc vào nhà, xua đuổi người đem chí cốt của Trung Quốc ra khỏi nhà. Thậm chí người Trung Quốc không thiếu một danh từ nào để thóa mạ với Việt Nam. Khi 5 lần 7 lượt đe dọa Việt Nam phải xóa bỏ hiệp ước quân sự song phương với Mỹ, Biển Đông xa cách đất liền. Những sự kiện xảy ra ngoài biển, nếu cả hai nước Trung Quốc Việt Nam không đưa tin thì rất khó ai có thể biết được rằng Biển Đông đang diễn ra điều gì. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao thời gian qua có rất ít tin tức về Biển Đông, trong khi đó chiến sự giữa hải quân Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang bùng nổ dữ dội. Trả lời câu hỏi này, chúng tôi xin đưa ra những lập luận dựa trên những bằng chứng thu thập được như sau. Từ ngày ông Tập Cận Bình lên nắm quyền bí thư, chủ tịch nước ngày được năm 2012, hải quân Trung Quốc được lệnh tấn công hải quân Việt Nam trên khắp mặt trận, nhưng cơ bản là mặt trận Biển Đông. Tuy nhiên, một chỉ thị của Tập Cận Bình nêu rõ ràng chỉ tấn công ở cấp độ vừa phải và nhỏ, gặm nhấm từng chút một chứ không được cho nó bùng phát thành một cuộc chiến tranh lớn. Đây là chiến thuật gặm nhấm theo kiểu tầm ăn dâu của Trung Quốc, mỗi ngày lấn chiếm một chút. Quân đội Trung Quốc đã thực hiện đúng điều này, trong đó có binh chủng hải quân. Tập Cận Bình nổi tiếng là kẻ nham hiểm, tập vừa ăn cướp nhưng lại vừa xây dựng thương hiệu một đất nước Trung Hoa yêu tự do, hòa bình, bác ái. Ông ta muốn cả thế giới nhìn vào đất nước Trung Quốc như một nền văn minh tinh hoa đất nước thế giới để học tập. Nhiều nước đã lầm tưởng vì sự tuyên truyền của Trung Quốc. Chính vì lý do này mà các cuộc chiến tranh Biển Đông giữa hải quân Trung Quốc và Việt Nam bị Trung Quốc giấu nhẹm, không cho hệ thống truyền thông phát tin. Trong khi đó, người Việt Nam yếu hơn vẫn phụ thuộc vào Trung Quốc rất nhiều, nhất là về mặt hàng hóa. Phải công nhận rằng từ năm 1990 trở lại đây, khi hàng hóa hai nước thông thương thì Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ đó nhờ hàng hóa của Việt Nam, Trung Quốc. Việt Nam cũng không muốn mất đi một người bạn là người Trung Quốc bởi cùng hình thức hệ cộng sản. Trong đó, quá khứ Trung Quốc đã từng bỏ tiền bạc công sức giúp đỡ Việt Nam suốt mấy chục năm để đánh thắng giặc Mỹ. Vì lý do này nên người Việt Nam cũng im lặng, không đưa ra những tin tức đang xảy ra ngoài Biển Đông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Và nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của biên tập viên. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Việt.